Dạ vâng, và xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, và kính thưa quý vị và các bác, trước mặt các bác đây đang là những cái đôi loa siêu chép JBL ST200 mặt cười. Và bên em thì cũng sáng nay bên em vừa về được vài đôi này. Đấy, sáng nay bên em vừa về được vài đôi này thì có cả cái bản màu nâu nhá. Đấy, bản màu nâu, màu cà phê. Và đây là cái màu đen. Đấy, đây là màu đen. Vâng, và những cái đôi loa siêu chép này nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện âm thanh lên rất là nhiều, cải thiện âm chép lên cực kỳ là nhiều, và nó sẽ giúp cho chúng ta tăng tuổi thọ chép lên. Đấy, tăng tuổi thọ chép ở đôi loa nhà chúng ta lên. Và khi mà đã tăng tuổi thọ chép ở những đôi loa nhà chúng ta lên rồi thì nó sẽ giúp cho những đôi loa nhà chúng ta nguyên zin rất là lâu. Bởi vì sao em bảo là nguyên zin rất là lâu? Bởi vì là khi mà chúng ta những cái đôi loa siêu chép của chúng ta bền rồi thì chúng ta sẽ không phải tháo ra và không phải đem đi sửa chữa lại hoặc là đem đi bảo hành lại. Đấy, nó là cái nguyên zin của nó. Và khi mà cái dàn âm thanh của chúng ta nó còn nguyên zin thì nghe nó rất là sướng. Đấy, nghe nó cực kỳ là sướng luôn. Và đây là mặt trước của nó nhá, và đây là mặt sau. Mặt sau thì có những cái con mà tem của nó hơi hơi bị rách rách một chút xíu thế này này, và cái tem của nó là nó cũ cũ theo thời gian nhé. Đấy, cái tem mà nó cũ theo thời gian thì bên em không còn cách nào để mà khắc phục nó được. Ví dụ như là cái sơn đen sơn sần này nó mà bị cũ theo thời gian thì hạn bên em sẽ lau chùi lại và làm sạch sẽ lại thì nó sẽ đấy thôi, nó sẽ mới một chút lại thôi. Đấy. Và đây là cái phiên bản màu nâu, phiên bản màu nâu. Những cái đôi loa siêu chép này thì không những chúng ta mua về chúng ta được nghe nhạc. Chúng ta được nghe nhạc, chúng ta được trưng bày và chúng ta làm kéo dài tuổi thọ của những cái đôi loa chép ở trong loa chúng ta. Đấy, tức là chúng ta mua một nhưng mà chúng ta được ba. Đấy, ba cái đó thì em vừa mới nêu lên. Và đây là những cái dòng sản phẩm, màng của nó là màng titan các bác nhá. Màng titan nó đánh rất là hay, nó đánh rất là sướng luôn. Và đây là những cái bản mà mấy ông mặc quần sóc đi giày á, thật là mấy ông Tây. Đấy, theo phong thủy một chút thì như những clip trước em cũng đã nói rồi, những ai sử dụng và những ai sở hữu những cái đôi loa siêu chép này thì những cái người đó và gia đình đó sẽ luôn luôn tươi cười hạnh phúc, luôn luôn đầy ắp những cái tiếng cười. Đấy, đấy là em truyền đạt lại cái lời của mấy cái ông mà mặc quần sóc và đi giày thôi nhé. Đấy, và chắc hẳn là khéo khi là nó cũng liên quan một chút xíu đấy, vì từ khi mà em có sở hữu những cái đôi loa siêu chép này về để lại cho các bác chơi thì em cũng thấy là nó khá là vui vẻ, và em cũng thấy là em cười nhiều hơn trước. Đó, trước là em cũng không hay cười đâu. Và những cái đôi loa này thì ở trong tuần lễ vàng thì bên em đang để cho các bác giá là 2 triệu 2 nhé. Đấy, và hôm nay đã là bây giờ em làm video là tối thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, còn 4 ngày nữa các bác nhé. Đấy, còn 4 ngày nữa thì sáng mai em sẽ úp cái video này lên, tức là hôm nay là tối thứ ba, tối thứ tư, sáng ngày ngày mai là tối thứ năm, thì em sẽ tính là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, tức là còn 4 ngày. Còn 4 ngày để khuyến mãi và còn 4 ngày để các bác sở hữu những dòng sản phẩm nó vừa đẹp, vừa độc, vừa lạ mà vừa chất luôn nha các bác nhá. Đấy. Kể cả những cái đôi loa siêu chép JBL ST200 mà mặt trắng kia thì bên em cũng sẽ giảm giá hết cho các bác nhé. Chỉ đúng duy nhất trong vòng một tuần. Đấy. Mừng sinh nhật của Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, và bây giờ thì video của bên Cốc Cốc Audio chúng em xin được khép lại tại đây. Và các bác hãy nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video và những cái sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Và
Và bên em hiện tại bây giờ thì bên em sẽ livestream cả buổi trưa nhé. Buổi trưa thì bên em sẽ livestream vào cái tầm giờ là 10 rưỡi đến 11 giờ các bác nhé. 10 rưỡi đến 11 giờ bên em sẽ livestream đến tầm khoảng độ 12 giờ rưỡi. Vâng, và em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video của bên Cốc Cốc Audio chúng em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.